Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 5 tháng 12, Thánh Sabas, Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng từ đạo Việt Nam. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thứ. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta. Một dấu đinh chân hư, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh. Là lễ vô giá Chúa trao ban, đoàn con ghi dấu trọn mối tình. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 5 tháng 12, Thánh Sabas, Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng từ đạo Việt Nam. Thánh Sabas. Thánh Sabas sinh năm 439, là một trong số các tu sĩ nổi danh nhất ở Palestina. Thân phụ ngài là một sĩ quan quân đội. Khi vị quan chức phải sang Alexandria bên Hy Lạp, ông đã trao cậu con trai bé bỏng của mình cho người em rể trông nom. Và vì người cô đối xử tệ bạc, cho nên cậu bé Sabas đã phải trốn đi tới nhà một người chú khác để ở. Khi hai người chú của Sabas tranh chấp nhau về tài sản của ngài, Sabas cảm thấy rất choáng váng. Sabas chỉ thích nhìn thấy mọi người sống hòa thuận với nhau mà thôi. Vì thế Sabas đã bỏ đi và tìm đến sống tại một tu viện. Sau đó cả hai người chú đều cảm thấy xấu hổ. Họ bảo Sabas hãy trở về nhà và họ sẽ trao lại cho Sabas tất cả tài sản của ngài. Nhưng lúc này Sabas thấy rất hạnh phúc khi sống trong tu viện, và ngài muốn sống ở đây mãi mãi. Khi lên 18 tuổi, Sabas chạy tới Jerusalem. Ngài muốn học cách sống thân mật với Thiên Chúa. Người ta đã khuyên Sabas nên sống ở một tu viện khác một thời gian, vì thánh nhân còn quá trẻ. Sabas nghe theo và vui vẻ làm hết tất cả những công việc vất vả. Sabas chặt củi và mang sách những thùng nước lớn. Ngày kia, Thánh Sabas được gửi sang Alexandria bên Ai Cập, đang khi đồng hành cùng với một tu sĩ khác. Tại đó, Sabas đã gặp lại thân phụ và thân mẫu của mình. Họ muốn cho Sabas được hưởng những vinh dự mà thân phụ ngài đang hưởng. Thế nhưng, Sabas chỉ quan tâm đến vinh quang có được khi thực thi ý Chúa. Thậm chí Sabas cũng không muốn nhận tiền của song thân. Cuối cùng Sabas chỉ lấy 3 đồng vàng. Sau đó khi trở lại tu viện, Sabas đã đem tiền nộp cho tu viện trưởng. Về sau Sabas đã có thể trải qua 4 năm sống hoàn toàn cô độc như ngài ao ước. Nhưng có quá nhiều môn đệ đã tìm đến với thánh nhân để học cách sống đời tu sĩ, đến nỗi Sabas phải thiết lập một tu viện mới cho họ. Chẳng bao lâu, Sabas được trao cho trách nhiệm trông coi tất cả các tu sĩ ở xứ Palestina. Đôi lúc, Sabas cũng được sai đến với hoàng đế để bàn thảo những vấn đề quan trọng liên quan đến giáo hội. Ngay cả những khi ấy, thánh nhân cũng chỉ vận một mảnh vải thô nghèo khó và vẫn giữ đủ các giờ cầu nguyện. Thánh Sabas về trời năm 532. Thưa anh chị em và các bạn, chuyện tranh chấp của cải ruộng đất là chuyện muôn thuở. Tranh chấp tài sản, thừa kế, ngay từ thời của Thánh Sabas là thế kỷ thứ 5, mà hai người chú đã tranh chấp nhau về tài sản làm cho Sabas cảm thấy sốc, cảm thấy choáng váng. Cậu còn trẻ, nhưng mà
không bị dính bén nhiều đến của cải. Trong khi đó, hai người chú, những người lớn tuổi thì lại bị nặng về vấn đề của cải tài sản, tranh chấp với nhau. Thay vì lao vào cuộc tranh chấp ấy, thì Sabas rút lui, ẩn mình trong tu viện để hai chú muốn tranh chấp thế nào thì tranh chấp, không màng gì đến. Và chính thái độ đó làm cho hai người chú xấu hổ. Mới nghĩ lại, nói Sabas thôi, cháu về đi, rồi phần của cháu thì hai chú để lại cho cháu. Thường chúng ta phản ứng bằng cách là gì? Hai người giành thì tôi cũng giành. Bắt đầu huynh đệ tương tàn chỉ vì nhà cửa, ruộng đất, tài sản, thừa kế, di chúc vân vân. Bây giờ rất là nhiều người chém giết nhau, cha giết con giết bố, rồi thì anh chị em tương tàn huynh đệ với nhau, không nương tay, chỉ vì một tấc đất, chỉ vì một cục gạch, chỉ vì có khi có sợi dây chuyền, có khi chỉ vì cái vòng xuyến, chẳng đáng là bao nhiêu, mà mất mạng sống, mất hết tình nghĩa. Cha mẹ, anh em, tình nghĩa gia đình mất hết chỉ vì tiền của mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được gương của Sabas, ngay còn trẻ đã thoát khỏi cái vòng tranh chấp nhà cửa ruộng đất, tranh chấp quyền lực. Bất cứ tranh chấp nào nó cũng làm cho người ta mất bình an, bất cứ tranh chấp nào cũng mất hết tình nghĩa. Ngay cả trong đời tu cũng vậy, vẫn có những cuộc tranh chấp lo chức vụ này chức vụ kia, rồi ganh nhau, rồi đố kỵ nhau, vân vân. Những cái điều đó nó làm cho con người ta đánh mất lòng thương xót, không còn có lòng thương xót nhau mà chỉ còn nghĩ đến quyền lực, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị mà thôi. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng từ đạo. Danh ngôn Việt Nam có câu: trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trau mình. Chính Thánh Giuse Khang đã nêu cao tấm gương trung hiếu đó. Có thể nói suốt cuộc đời 29 năm của Ngài là luôn trung thành phụng sự Chúa và hiếu thảo với các vị mục tử, đặc biệt là với Đức Cha Liêm, giám mục giáo phận Đông Đàng Ngoại. Ngài đã theo phục vụ Đức Cha đến giờ phút cuối cùng để lãnh nhận triều thiên tử đạo quang vinh. Giuse Nguyễn Duy Khoang sinh năm 1832 tại Cao Mại, Phủ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trong một gia đình công giáo đạo đức, ngay từ nhỏ, cậu đã được cha mẹ hướng dẫn đời sống đạo đức sốt sáng. Nhờ đó, khi lớn lên, cậu đã dâng mình cho Chúa. Lúc đầu, cậu giúp việc cho cha già Matthew Năng, một linh mục gương mẫu thánh thiện thuộc dòng Đa Minh, để ngài nhờ ngài huấn luyện đảng nhân đức. Sau 10 năm, cha gửi cậu vào chủng viện Kẻ Mốt để học tiếng Latin. Lúc đó cậu đã 24 tuổi. Trong thời gian ở đây, Giuse Khang xin nhập dòng Đa Minh và khấn làm thầy giảng. Thầy Khang rất sốt sáng, tính tình cương trực nhưng mà lại hòa nhã với mọi người. Thầy siêng năng đạo đức, thấy thầy như thế thì Đức Cha Liêm chọn làm phụ tá riêng cho ngài. Từ đó thầy tận tình phục vụ Đức Cha, từ việc ghi chép lưu trữ hồ sơ giấy tờ đến việc cơm nước giặt giũ hàng ngày, việc nào thầy cũng làm chu đáo ân cần, khiến Đức Cha phải tấm tắc khen ngợi. Ồ, tôi chưa thấy một người nào làm việc tận tình, siêng năng, chu đáo như thầy Khang. Chắc chắn thầy phải có tinh thần hy sinh, chịu khó cao độ mới làm được như thế. Nhưng chưa được bao lâu, từ ngày 5 tháng 8 1861, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp bắt đạo gắt gao trên toàn quốc. Theo chiếu chỉ đó, tất cả các tín hữu phải bị khắc hai chữ tả đạo lên má và phải bị phân tán vào các làng mạc ngoại giáo để những người này quản thúc theo dõi. Các chủng viện phải đóng cửa, các thánh đường bị phá hủy, tài sản giáo hội bị tịch thu, các linh mục tu sĩ bị lùng bắt khắp nơi. Thật là một thảm cảnh vô cùng bi đát. Vợ chồng phân ly, con cái lìa cha mẹ, đàn chiên vắng bóng chủ chăn, bơ vơ tất tưởi. Giáo hội Việt Nam đang trong tình trạng bách hại khốc liệt.
Đức cha Liêm phải tìm nơi trú ẩn để có thể lèo lái con thuyền giáo phận trong cơn phong ba bão táp. Thầy Khang nhất quyết xin theo hộ tống Đức cha. Thầy nói: "Ồ, dù Đức cha đi đâu, cực khổ thế nào, con cũng nguyện suốt đời phục vụ Đức cha. Nếu Đức cha được chết vì Chúa, con xin được chết theo." Cứ thế, cha con sống lưu lạc rày đây mai đó, tương lai mờ mịt, nhưng với lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, thầy Khang vẫn vui tươi nhiệt tình. Lúc đầu, thầy với Đức cha ẩn trốn trong một hầm ở Thọ Ninh, nhưng vì bị quân lính phát giác, cho nên hai cha con phải chạy sang thị xã Hải Dương, trú ẩn trong thuyền của một giáo hữu tên là Trương Bính. Được vài ngày, hai vị tình cờ gặp Đức cha Vinh và cha Bình đi thuyền từ Kẻ Nê xuống. Đây là cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động và vui mừng của bốn thánh tử đạo Hải Dương. Các vị tạ ơn Chúa vì cơ hội đặc biệt này, trao đổi tin tức, cùng nhau cầu nguyện cho giáo hội. Đến sáng thì các vị chia tay nhau, mỗi người một ngả. Chẳng may một hôm, đứa con trai của ông Trương Bính có chuyện gây gỗ với ông bố. Nó đi tố cáo ông chứa chấp đạo trưởng. Quan liền sai quân lính đến vây bắt. Thấy quân lính tới, thầy Khang nhanh nhẹn bước ra mũi ghe, nhổ cây sào hăm dọa: "Nếu muốn bắt Đức cha, hãy bước qua xác của ta." Vì thương mến Đức cha, thầy quyết định chống lại họ, dù có chết cũng cam lòng. Nhưng Đức cha gọi thầy lại và bảo: "Ồ, còn chớ chống lại họ, chúng ta hãy vâng theo ý Chúa. Nếu Chúa muốn chúng ta chịu chết để làm chứng cho Chúa, chúng ta xin vâng lời người." Thầy Khang ngỡ ngàng, quay nhìn cha già và như chợt hiểu, thầy đáp: "Thưa vâng." Rồi bỏ sào che xuống, thầy đưa cho lính trói. Thế là quân lính áp tới bắt thầy và Đức cha dẫn về Hải Dương, tống vào ngục. Hôm đó là ngày 20 tháng 10, 1861. Ở trong ngục, mặc dù bị gông cùm xiềng xích đau khổ, thầy vẫn vui lòng chấp nhận và hàng ngày kêu xin Chúa giúp sức cho được trung thành với Chúa đến cùng. Lúc đó có số giáo hữu bị bắt giam chung với thầy. Thầy tổ chức đọc kinh chung, mọi người đều sốt sáng cầu nguyện mỗi ngày. Nhờ đó mà Chúa thương ban cho tất cả được can đảm làm chứng cho Chúa. Trong hơn một tháng rưỡi bị giam ở đây, thầy Khang bị đem ra tra tấn 3 lần. Lần nào cũng bị đánh đòn như tử, buộc đạp lên thánh giá, chối đạo. Mặc dù đau đớn, thầy vẫn can trường bền đỗ theo Chúa, luôn can đảm tuyên xưng đức tin. Cuối cùng, thấy không thể lung lay nổi lòng trung hiếu của vị chứng nhân Chúa, quan buộc lòng kết án trảm quyết. Ngày 6 tháng 12, 1861, quân lính điệu thầy ra pháp trường Hàm Mẫu, nơi đã thấm máu người cha kính yêu của thầy ngày 1 tháng 11 trước đó. Dọc đường, thầy luôn dâng lời tạ ơn Chúa vì người đã thương ban cho thầy được trung thành hiếu thảo với Chúa và cấp trên cho đến trọn đời. Đến nơi, sau hồi chuông báo động, sau hồi chuông báo hiệu, Lý Hình vung gươm lên, đầu vị anh hùng đức tin rơi xuống, lãnh triều thiên tử đạo, muôn đời vinh hiển. Xác thầy được dân địa phương an táng ở ngoài ruộng. Năm 1867, theo lệnh của Đức Cha Hy, thầy Cai Hinh, anh ruột của vị tử đạo, đã dời hài cốt em của mình về nhà nguyện Kẻ Mốt. Ngày 20 tháng 5 1906, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 tôn phong thầy Du Sê Khang lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Amen. Chúa đông ân trong tim con, một dấu son tươi đỏ. Chúa đông ân trong tim con, một dấu son yêu mến. Chúa đông ân trên thân con, tình Chúa luôn êm dịu. Chúa luôn cao quý, tình
Chúa thần tuyệt vời. Nắng gió đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao bằng.